À, bài học hôm nay à, tôi xin hướng dẫn tiếp một cái phần à, vật liệu, à, từ vựng về vật liệu xây dựng. À, tiếp theo là từ sản xi măng là xuẩy lý tị. Ở đây chúng ta có thể nói là xuẩy lý tị bản cũng được. À, như người ta nói ngắn gọn xuẩy lý có nghĩa là xi măng tị có nghĩa là lền. Chúng ta đọc lại xuẩy lý tị xuẩy lý tì sáp hoặc là si đánh bóng bán sàn người ta đọc là ti bản la ti bản la la ở đây có nghĩa là nến cây nến hoặc là sáp người ta cũng dùng từ la này ti bản là len là đế là chúng ta có thể dùng từ ti bản đều được tiếp theo từ sơn chống ẩm là pháng cháo chi yếu chi tức là sơn ở đây người ta không dùng chữ yếu vào đây nữa mà người ta dùng chữ chi pháng cháo có nghĩa là chống ẩm chống uh, ẩm ướt Rồi gọi là pháng cháo pháng cháo chi là sơn chống ẩm từ tiếp theo sơn dẻo là su giao chi su giao chi từ tiếp theo sơn trong suốt sơn bóng Đấy, như dạng sơn hơi người ta gọi là thâu miếng chi thâu miếng chi thâu miếng có nghĩa là nhìn rõ trong suốt nhìn thấy thấy rõ tức là trong suốt từ dùng từ thâu miếng Ví dụ thâu miếng poly có nghĩa là kính trong suốt. Chúng ta đọc lại. Thâu miếng chi. Thâu miếng chi. Sơn tường. Hoặc là matit. Thì người ta dùng cũng dùng từ này. Là chén men thú leo. Chén men thú leo. Thú leo là dùng cho tất cả các loại mà để sử sơn tường hay là bả tường người ta dùng cũng dùng từ thú leo thú là là bôi là chát leo là cái vật liệu này chát chéo men có nghĩa là tường mặt tường tiếp tục chúng ta sang từ tiếp theo tay quay tức là cái những cái tay cầm ấy thì người ta dịch là truy suy biển à, những cái thanh gỗ mảnh để à, ghép thành à, cái cửa chớp ngày xưa là chúng ta hay có cái loại dạng cửa chớp này nhưng hiện tại là bây giờ hình như cũng ít có gia đình nào dùng cái loại à, gỗ để làm thanh chớp này đọc là phải dê bản phải dê bản à, chúng ta cũng có thể uh, ghép vào ví dụ như là cửa sổ chớp người ta có thể dùng là bài dê choang hu bài dê choang hù có nghĩa là cửa sổ chớp thuốc làm khô là chui can chi chui can chi chui có nghĩa là thúc đẩy làm cho Can là khô, chi là cái tệ, ờ, âm hán việt là tế, có nghĩa là cái chất dịch để làm ờ, khô, thúc đẩy cho nó không mau khô. Người ta gọi là chui can chi. Tiếp tục từ vách ngăn, ờ, ván ngăn, chúng ta đọc là cửa bản. Cửa có nghĩa là cách. Ví dụ cửa pi có nghĩa là bên cạnh, cửa bản có nghĩa là vách ngăn hoặc là ván ngăn chúng ta đọc lại Cứa bản Cứa bản à, vải dán tường giấy dán tường là tráng pu tráng pu tráng là tường pu là vải ví dụ chúng ta có từ giấy dán tường cũng có thể thay vào chữ pu lên là tráng trở tráng trở tiếp tục chúng ta có cái loại uh, gỗ ba lớp tức là nó ép vào với nhau ấy người người ta tận dụng ấy, thì người ta uh, có thể là dùng tận dụng hoặc là dùng để làm uh, uh, nghệ thuật tức là thành những lớp gỗ có nhiều màu thì đây người ta gọi là san giá bản san giá bản giá là kẹp là uh, kẹp vào giữa chúng ta gọi là sạc giá ở đây có 3 lớp là san, trá, bản. Tiếp tục chúng ta có từ uh, ván ép, uh, gỗ dán, uh, gỗ dán ván ép thì đọc là treo hứa bản, treo hứa bản, treo hứa có nghĩa là người ta dùng để uh, có cái dán bằng keo những cái tấm ván gỗ mà dán vào thì chúng ta đọc là treo hứa bản đọc là dịch là gỗ dán gỗ ván tiếp tục chúng ta có từ uh, ván lót sàn là uh, bản theo ti bản bản theo ti bản chúng ta đọc lại bản theo ti bản là ván lót sàn Tiếp tục chúng ta có từ ván ốp tường là hù tráng bản. Hù tráng bản. hu là bảo hộ. Tráng là tường, bản là cái tấm. Tức là cái ván ốp vào tường để bảo vệ tường. hoặc là hu tráng bản. Tiếp tục chúng ta có từ ván tường là pi bản. Pi bản có nghĩa là cái tấm vách nó làm bằng à, bằng cái tấm à, một cái vật liệu gì đó mà không phải xây không phải là cái dạng gia cố à, vững chắc thì người ta dùng từ pi bản là chỉ cái tường vách ngăn tiếp tục chúng ta có từ vân gỗ là mù uấn mù uấn uấn sự có nghĩa là vân uấn sự có nghĩa là cái cái vân mù uấn ở đây chúng ta dịch là vân gỗ tiếp tục chúng ta có từ vân mịn là si uấn si uấn có nghĩa là vân mịn nhỏ si là hiếm là nhỏ là tinh tế dùng từ si uấn này là là cái lồi lõm là cái vân nổi lên, người ta làm gọi là uốn. Chúng ta đọc lại một lần nữa, C uốn, C uốn. Tiếp tục chúng ta sang uh, từ tiếp theo là vật liệu gỗ là mù leo, mù leo là vật liệu bằng gỗ. Tiếp tục chúng ta có từ vôi là sứ huệ. Sử huệ Tiếp tục chúng ta có từ vôi đã tôi là Sổ sử huệ Sổ sử huệ Chữ này có thể dùng là Sú Đọc là Sú hoặc là sổ cũng đều được Sú sử huệ Sú sử huệ nó có hai cách phát âm sổ hoặc số đều là nếu mà cây thì nó gọi là cây quả, quả hoa quả thì người ta gọi là chín Rồi còn uh, quen biết người ta cũng có thể dùng uh, từ này sọ tiếp tục chúng ta có từ vôi sống là sơn sứ huệ sơn sứ huệ sơn sứ huệ tiếp tục chúng ta có vữa dắt chát tường là huê cheng huê cheng huê cheng vữa vôi là sứ huê huê sa sứ huê huê sa sứ huê huê sa các bạn thân mến bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết xin thân ái chào tạm biệt các bạn các bạn hãy like và đăng ký để được xem các video clip tiếp theo chúc các bạn học tốt